Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Theo báo cáo thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, mã chứng khoán là HBC, doanh nghiệp cho biết trong năm qua, thu nhập bình quân của mỗi nhân viên là 23 triệu đồng mỗi người một tháng. Con số này cao hơn 12% so với năm 2021 và tăng gần 31% so với năm 2020. Mức lương trên của các nhân viên xây dựng Hòa Bình thuộc diện cao tại Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân một người một tháng năm 2022 tại Việt Nam đạt khoảng 4,67 triệu đồng, tăng 11,1% so với năm 2021. Trong đó, nhóm hộ giàu nhất, nhóm gồm 20% dân số giàu nhất, nhóm 5, có thu nhập bình quân một người mỗi tháng là 10,3 triệu đồng, cao gấp 7,6 lần so với nhóm hộ nghèo nhất, nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất, nhóm 1. Như vậy, mức lương trung bình của một nhân viên xây dựng này gấp hơn 2 lần so với thu nhập bình quân của 20% dân số giàu nhất. Đây có thể nói là một mức thu nhập cao bất ngờ của những người làm việc tại xây dựng Hòa Bình. Trong bối cảnh năm qua, doanh nghiệp này báo lỗ hơn 2.500 tỷ đồng và bị các chủ đầu tư nợ tiền thầu. Tại thời điểm cuối năm 2022, xây dựng Hòa Bình có tổng cộng 2.919 nhân viên, không tính nhà thầu phụ. Trong năm ngoái, công ty cũng đã tuyển dụng mới 1.260 nhân sự và có 991 trường hợp thôi việc. Không chỉ có xây dựng Hòa Bình, nhiều doanh nghiệp trong ngành xây dựng cũng trả lương thưởng cao cho nhân viên trong năm 2022. Theo báo cáo tài chính của công ty cổ phần Cotecos, mã chứng khoán là CTD, số lượng nhân viên là tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2022 là 2.263 người, trong khi thời điểm cuối năm 2021 là 1.769 người. Như vậy, số lượng nhân viên trung bình cả năm làm việc công ty này là khoảng 2.016 người. Tổng số chi phí nhân viên mà Cotecos đã trả trong năm 2022 là 929,3 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm trước. Như vậy, mỗi nhân viên tại doanh nghiệp này sẽ nhận về khoảng 38,2 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, mức thu nhập của năm 2022 đã giảm so với mức của năm 2021, khi mỗi nhân viên nhận về 47 triệu đồng mỗi tháng. Trong năm qua, Cotecos cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn khi báo cáo khoản lãi giảm đến 93%, còn 24 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính, kiểm toán của Senco 4, mã chứng khoán là C4G, trong năm 2022, doanh nghiệp này đã chi tổng cộng 166 tỷ đồng, chi phí cho nhân viên năm 2022, giảm gần 25% so với năm trước. Tuy nhiên, mặc dù chi phí nhân viên cho doanh nghiệp này giảm, nhưng mỗi người lao động làm việc tại Senco 4 cũng có thu nhập bình quân hàng tháng rơi vào khoảng 34 triệu đồng mỗi tháng. Được biết, số lượng nhân viên tại thời điểm cuối năm 2022 của Senco 4 là 502 người, giai đoạn đầu năm là 315 người. Như vậy, số người làm việc trung bình tại công ty này trong năm 2022 là khoảng 408 người. Tổng công ty công trình Viettel, Viettel Construction, mã chứng khoán là CTR, trong năm 2022 đã chi ra đến hơn 4.038 tỷ đồng để chi trả chi phí nhân viên trong năm qua, tăng hơn 500 tỷ đồng so với năm trước. Tuy vậy, số lượng người lao động làm việc năm 2022 làm việc tại doanh nghiệp này và các công ty con là khá lớn, với khoảng 12.200 người. Như vậy, mỗi người lao động tại Viettel Construction có thể nhận về khoảng 28 triệu đồng mỗi tháng. Không cao như các doanh nghiệp trên, nhưng mức thu nhập mà Ficon, mã chứng khoán là FCN, cũng thuộc diện cao so với thu nhập của người Việt. Trong năm 2022, doanh nghiệp này đã chi ra tổng cộng 361 tỷ đồng để trả lương cho nhân viên, giảm 8,4%. Số lượng nhân viên của doanh nghiệp này tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 1.228 người, còn số đầu năm là 1.357 người. Như vậy, số lao động bình quân làm việc trong công ty cả năm là khoảng gần 1.300 người. Như vậy, mỗi nhân viên làm việc tại Ficon có thể nhận về trung bình 23,2 triệu đồng mỗi tháng. Công ty cổ phần Legion, mã chứng khoán là LCG, cũng trả lương hậu hĩnh cho nhân viên của mình. Cụ thể, doanh nghiệp này đã chi ra khoảng 107 tỷ đồng để trả lương thưởng cho nhân viên trong năm qua, tương đương so với năm trước đó. Số lượng nhân viên làm việc tại công ty trong năm qua là 395 người. Như vậy, trung bình thu nhập của mỗi người lao động tại Legion hàng tháng là khoảng 23 triệu đồng. Chiều ngày 27 tháng 6, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, mã HBC đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2023, cập nhật đến 16 giờ 22 phút, đại hội mới đủ điều kiện tiến hành. Tại buổi họp, ngoài nhà lãnh đạo của Xây dựng Hòa Bình lại có sự xuất hiện của loạt lãnh đạo các công ty xây dựng đối thủ trong ngành gồm ông Polat Dusinov, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cotecons, mã CTD, ông Trần Quang Tuấn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Xây dựng Centro, ông Nguyễn Khắc Đồng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng An Phong, ông Lê Viết Hiếu,
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp thông tin, đại hội hôm nay có sự tham dự của đại diện các đối tác là Liên minh Hoa Lư tham gia gói thầu dự án trọng điểm quốc gia sân bay Long Thành trị giá 35.000 tỷ đồng cùng Hòa Bình, bao gồm ông Polat Dusenov, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cotecons, ông Trần Quang Tuấn, Chủ tịch Central, ông Nguyễn Khắc Đồng, Tổng Giám đốc An Phong. Dự kiến năm 2025, dự án cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành sẽ hoàn thành giai đoạn 1 đã không còn khả thi, bởi tiến độ hoàn thành dự án phụ thuộc rất lớn vào kết quả đấu thầu, gói thầu 5.10, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1. Đây được đánh giá là một gói thầu rất quan trọng và quyết định tiến độ của dự án sân bay Long Thành. Gói thầu 5.1 có tổng trị giá hơn 35.200 tỷ đồng, gói thầu lớn nhất của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, được mời thầu rộng rãi quốc tế từ tháng 9 2022. Do đó, nhiều khả năng nhóm 4 doanh nghiệp xây dựng trên đã lập liên danh để cùng tham gia nộp hồ sơ dự thầu gói thầu số 5.10 trên. Trước đó, ngày 8 tháng 11 2022, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, công ty cổ phần mã ACV đã mở lần đầu với một liên danh nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu gói 5.10. Sau đó ACV phải hủy thầu vì nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Ngày 19 tháng 1 2023, ACV thực hiện mời thầu lần 2, gói thầu số 5.10 với bảo đảm dự thầu 370 tỷ đồng, giá bán mỗi bộ hồ sơ mời thầu là 120 triệu đồng. Sau đó, ACV phải gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu để điều chỉnh hồ sơ mời thầu, kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng từ 33 tháng lên 39 tháng nhằm thu hút thêm nhà thầu tham dự. Tại Đại hội Cổ đông 2023 của ACV, ông Vũ Thế Việt, Tổng Giám đốc ACV cho biết dự án thành phần 3 của cảng hàng không Long Thành, các hạng mục thiết kế và triển khai còn chưa đạt. Đây là gói thầu nhà ga hành khách, một công trình phức tạp lớn nhất chưa từng triển khai ở Việt Nam. Việc triển khai đúng tiến độ đến từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Chúng tôi chưa đánh giá, dự báo được sự phức tạp trong việc lựa chọn nhà thầu vì đây là đấu thầu quốc tế rộng rãi. Hiện nay, ACV cùng với sự vào cuộc của các bộ ngành đang rà soát hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu lần 2. Hy vọng trong quý 2 này sẽ chọn được nhà thầu, ông Việt nói. Trong quá trình đấu thầu lần 2, ACV đã phát hành hồ sơ và tổ chức hội nghị tiền đấu thầu lần 2 với sự tham gia của 29 nhà thầu cùng các cơ quan quản lý nhà nước. Ngày 15 tháng 6, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACV cho biết, ba nhóm nhà thầu tham dự gồm một nhóm đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, một nhóm đến từ Trung Quốc và một nhóm đến từ nhà thầu trong nước. Hiện ACV đang bắt tay vào quá trình chấm thầu, dự kiến thời gian chấm thầu mất ít nhất từ 1,5 tháng trở lên vì tính chất phức tạp của gói thầu. Do đó, nhiều khả năng nhóm nhà thầu trong nước duy nhất nộp hồ sơ dự thầu gói 5.1 ở sân bay Long Thành là Liên Doanh, Xây dựng Hòa Bình, Cotecons, An Phong, Central. Hiện phía Xây dựng Hòa Bình chưa công bố chi tiết về liên danh này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Thank you.